Cảm ơn các bạn lúc nào cũng theo dõi kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Thì đây là khung cảnh bệnh viện nè các bạn. Các bạn thấy bệnh viện bên Mỹ không? Cái bệnh viện này bệnh viện bình thường thôi, thì nó không có gì gọi là đặc biệt cả. Ở đây là người ta cấm hút thuốc bạn ha. Trong cái bệnh viện không hút thuốc. Đâu không? Bây giờ mình muốn vô thì mình phải có cái tấm này mình vô các bạn ha. Bây giờ mình đi lên tầng số 4. Tấm thoải mái tầng số 4. Đi ở Mỹ cũng bình thường. Vậy cái chỗ này nó sạch lắm các bạn. Hồi nãy là mình ở dưới. Đó. Siêu quậy nè, siêu quậy nè. Ngủ mà dưới hai tên trời nè. Cũng anh hai với cha chứ. Sao mà siêu quậy quá vậy? Bây giờ y tá vô check up em bé các bạn ơi. Ở bên Mỹ thì mình có đồ ăn với lại sữa cho em bé uống miễn phí các bạn. Họ đem họ cho mình đó, hôm qua tới giờ đó, là mình hết mình cứ xin họ bạn, hết là cứ xin họ, không họ đem nước cho mình, sữa các bạn thấy không, uống cái này uống á là sao nếu mà uống không hết là sau một tiếng là phải dục các bạn ha, này sau một tiếng là phải dục đó, sướng các bạn, nước ở Mỹ sướng các bạn thấy không, đó sữa là nó uống bao nhiêu uống hết đó, nó đem vô tiếp các bạn, uống hết đem vô tiếp. Y tá thì cứ tới lui cứ nửa tiếng tới một lần vậy đó. Xin chào các bạn. Bữa hôm nay là cái ngày chuẩn bị đi về các bạn ơi. Trước khi về mình cũng phải ăn một phần ở bệnh viện mà miễn phí mà tại sao không ăn? Không. Mình đã gọi order rồi thì hổng gà ở bệnh viện á, chứ lại lần trước thì mình thấy tất cả những món ăn khác đều không hợp khẩu vị với mình các bạn. Duy chỉ có cái món nó gọi là chicken breast á, là ức gà đó, là nó nấu ngon cho nên mình ăn tiếp tục các bạn ha. Bữa hôm nay lại mình ăn lần thứ 2, thứ 3 rồi các bạn. Mấy lần khác thì mình ăn mấy món kia cũng hơi dở cho nên thôi kiểu nặng cho nó ngon các bạn ha. Bây giờ họ chuẩn bị đem lên. Các bạn thấy là ở bệnh viện này á, mình không cần phải trả tiền mà tại vì mình đã đóng tiền bảo hiểm rồi, thì mình vô thì tất cả mọi thứ nó đều gửi về bảo hiểm không? Còn mình không cần đóng gì hết. Sướng lắm. Rồi cái sướng thứ hai các bạn biết không, ở trong đây á các bạn uống sữa đó các bạn xin, nhưng mà hết nó đem vô cái vài bữa nữa mình về cái mình xin thêm 2-3 hộp về nữa mình khỏi mua nữa các bạn ha, thì sướng bạn, nó đỡ hơn mà giống như hồi xưa bên Việt Nam mình thấy mấy cái người nghèo không có sữa cho con bú á, ở bên Mỹ là nó cho bú thoải mái luôn các bạn thấy không, con mình nó bú nè, thấy không, bú nè, còn nửa bình, cái này là nó không bú nữa là phải đổ các bạn, nó không này không bú nó phải đổ cái này nè, nó bú mà sữa này sữa tốt các bạn nha, nó không bú là bỏ luôn các bạn ha, rồi xin tiếp, rồi các bạn thấy không, mấy nấm vú nè nó cho quá trời luôn nè, nó cho 5-6 cái luôn, không nước ngọt nè, đó bây giờ đồ ăn lên bạn. Ở trong phòng thì họ để bao tay, nhờ mình muốn xài bao tay mình xài thoải mái luôn bạn ha, họ cứ châm vô khăn họ đã cho xài thoải mái luôn, khăn giấy, xà bông, mấy cái đồ sanitize, mấy cái đồ khử trùng xài thoải mái luôn. Cái máy vi tính, cái máy này mỗi một lần họ cho mình thuốc hay là họ cho mình cái gì đó họ phải scan đây để theo dõi là mình uống thuốc nào, thì ví dụ như mà 1-2 năm sau mà họ coi lại cái hồ sơ của mình á là họ biết được là mình uống thuốc nào, giờ nào, ngày nào, mấy giờ, thuốc nào, bao nhiêu liều lượng là trong máy tính có hết bạn. Thấy không? Họ đã lưu trong hồ sơ hết rồi. Họ chỉ cần bấm tên của vợ mình thôi là nó ra là ok mình đã từng uống thuốc nào. Đó. Các bạn thấy hay không? Mình mỗi một phòng nó có máy lạnh các bạn, ở Mỹ đó họ không có gắn quạt máy các bạn. Thấy không? Họ xài máy lạnh sướng không? Mỗi một phòng có máy lạnh riêng, mình có thể điều chỉnh lên xuống máy lạnh riêng của mình. À, cái giường này thì có thể nâng lên hạ xuống rất là hay các bạn, như là nó có nút không, mình có thể bấm ở đây cũng được hay là mình có thể bấm ở bên đây cũng được, mình có thể bấm bên đây cũng được không, đó cờ cái nút đó đi gọi y tá, cái nút này để gọi y tá, khi mà các bạn mà đau nhất nữa đi mà đau nhất các bạn bấm nút này là gọi y tá, y tá sẽ nói trực tiếp với các bạn không, rồi các bạn có thể chỉnh tivi, cái này chỉnh tivi được luôn, nhưng mà mình có iPad với là iPhone này cho nên mình không có coi TV của nó các bạn ha. Thì
bữa hôm nay thì mình chỉ gọi để tĩnh dưỡng, coi mình có còn đau nhất gì không thì bác sĩ y tá sẽ cho mình thêm thuốc, rồi chuẩn bị dọn dẹp, thu xếp đồ đi về. Cái nào mình không cần thì mình đem về, còn cái nào mình cần mình để đây. Tại vì ngày mai á, khi mà bác sĩ ký giấy, bác sĩ được ký giấy cho mình xuất viện, mình mới được xuất viện nha các bạn nha. Thì mình phải đem hai cái ca xích vô, thì mình sẽ để em bé vô cái ca xích, họ mới cho về, chứ các bạn không được cầm em bé trên tay đi về nữa nha. Rồi xong đó rồi mình sẽ đi về và gặp bệnh viện, họ sẽ theo dõi mình. Nếu mình có gì á thì mình sẽ quay lại, họ đã làm hẹn cho mình 2 tuần sau rồi các bạn ha. Thì 2 tuần sau thì mình chỉ đi khám cho mẹ thôi, chứ không có khám cho em bé. Em bé là họ mình phải làm hẹn với bác sĩ Nhi. Bác sĩ Nhi là bác sĩ khác nữa đó. Như vậy là xong các bạn ơi. Bây giờ ngày mai mình ở đây á, mình cũng được ăn một phần nữa. Nói chung là ngày nào mình ở bệnh viện mình cũng được ăn các bạn. Sướng lắm các bạn ơi. Mình không có cần phải chạy ra hoài mua cơm, chạy vô mua cơm rồi nó không có hợp vệ sinh các bạn ha. Tại vì đồ ăn cái bệnh viện là nó nấu nó rất là an toàn cho người bệnh nhân ăn các bạn. Mình thì hồi tối mình ngủ ở đây các bạn ơi. Bây giờ xếp lại thành cái ghế ngồi. Ở trong này cái thùng này là cái thùng kim tiêm các bạn. Người ta không có dùng kim tiêm bừa bãi các bạn, hay những cái dụng cụ y tế á, là kim tiêm là phải bỏ đây, mấy cái đồ sắc nhọn là phải bỏ đây, thấy không, để khỏi bị chích các bạn. Bỏ vô đây thì khi mà họ đầy đó, họ sẽ đi xử lý kim tiêm nha ha. Mấy cái này là mấy cái đồ giống như là ống oxy nè, thấy không, họ nhiều khi mình cần oxy, họ có cái chỗ để họ gắn oxy cho mình. Mấy cái này là mấy cái đồ cái nơi hút nè, hút chân không rồi đó. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay thì mình sẽ kêu cho vợ mình, cũng là gà nữa, mình thấy là gà nó ăn ngon nhất cho nên mình kêu đó, với lại bắp. Mấy cái khác thì hơi khoan xíu các bạn ha, gà thì nó gian xíu, da ua nè, với lại táo nữa. Kêu cho vợ mình thêm một cái ly nước trà nữa. Còn mình thì mình kêu Pepsi ha. Pepsi, mình cũng kêu da ua nữa các bạn. Của mình cũng là gà nữa các bạn, nhưng mình không có thích ăn bông cải, mình thích ăn khoai tây nghiền với lại bắp. Rồi. Đây là phần ăn của người đi thăm bệnh. Phần ăn của người thăm bệnh. Ở dưới này mình có đem theo nồi cơm điện, nhưng mà mình chưa ăn các bạn. Sáng sớm có cà phê sẵn rồi vậy ha. Đó, 2 lon nước ngọt này để chút nữa uống. Hoàn toàn miễn phí các bạn, không tốn tiền các bạn ơi. Da ua nữa. Ok các bạn. Bây giờ thì mời các bạn ăn chung nha. Của vợ mình thì cũng giống như phần của mình thôi. Cái nước sốt này nó làm ngon các bạn. Các bạn thấy cái nước sốt màu này không? Cái nước sốt thì nó ngon lắm bạn. Ok, bây giờ mình ăn nè các bạn này. Mình ăn nha các bạn. Để mình chọn nó lên cho thấm cái nước sốt đi. Cái nước sốt mà cái này giống như mà miếng gà cút lết vậy bạn. Cái nước sốt nó quá ngon. Hôm qua mình có kêu một cái nó gọi là gà kè lâu á, thất kỳ á, nhưng mà nó không ngon bằng miếng gà này bạn. Xanh. Nó phải ăn bông cải xanh. Lần này là sinh hai bé rồng luôn các bạn ơi.
hôm ngày mình nói mình đi với số mà mình chưa mua vé số được nữa, bận rộn quá bạn. Rồi nó cho một ly trà bự uống uống đã luôn bạn, cái là trà Lipton Ice Tea. Uống đã luôn, uống phê luôn. Ồ, con gồng thức rồi. Gồng con ơi, ôi gồng con cơ ba ơi. Ngủ đi ha. Ở trong đây nhiệt độ nó cũng khá là ổn cho nên mình không có cần quấn các bạn ha. Ở trong phòng này mình chỉnh nhiệt độ vừa ý của mình á. Nó không quá lạnh, nó không quá nóng các bạn, cho nên mình không có cần phải quấn em bé kỹ. Nó giống như mình có thể điều chỉnh nhiệt độ. Bây giờ ăn tiếp các bạn ơi. Cái bắp này không? Thấy gì đó, nó ăn ngon không? Bắp lùa, đơn giản ha. Các bạn thấy sướng không? Mình thức dậy, mình gọi cho họ, mình order ăn. Họ nói 10 giờ 10 phút là đúng, 10 giờ 10 phút họ đem lên bạn. Họ đem từ dưới căng tin á, là tầng số 0 á, họ đem lên tới tầng 4 luôn mà không tính tiền bạn ha. Mình phải lấy cái cục khoai tây này á, mình đẩy cái nước sốt qua bạn. Cái nước sốt nó ngon. Mình ăn cái này không? Điểm ăn cơm vậy. Không thôi một phần. Ba buồn hả lên mà. Nhiều thế này. Sao vậy? Bà bầu có cho táo cho miệng nữa. Các bạn thấy là bây giờ vợ mình có thể tự điều chỉnh cái giường, không có cần người ta giúp. Cười không? Cầm.
Good morning, Louise. Good morning, Louise. Good morning, Harry. Harry ơi. Harry có bà. Đầu đã giải là gì mà trả lời? Kìa kìa đốt game à. Bắt đầu kìa. Sao cái thế kìa. Ừ, ngon quá. Đâu đốt em lại coi đốt em sao đó. Ờ, à, chùi. Thấy gì vậy, thấy gì vậy? Thấy gì tò mò? Cất, cất. Cất hả? Dạ, giỏi quá. Cất cái mũi đi con. Bấm. Ý. Ừ, cất cái mũi. Vậy. Hai đứa quậy phải không? Ngoan, ngoan, ngoan. Em khóc rồi kìa. Em khóc rồi. Anh hai không khóc nè, anh ba không khóc nè. Quậy hả, quậy hả? Ngáp, ngáp rồi, ngáp rồi. Harry Louis, Harry Louis, Harry Louis. Em úp đói bụng rồi nè, em úp đói bụng rồi nè. Anh ba ơi, anh ba ơi. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay bác sĩ cho về rồi các bạn ơi. Vết mổ đã lành rồi thì y tá cũng đã vô cắt hết mấy cái chát rồi. Mình đã dọn đồ xong hết rồi các bạn. À, họ đẩy vô chiếc xe của mình thì tất cả những đồ này mình được lấy về hết các bạn ha. Rồi bây giờ mình phải để hai đứa bé vô ca xích. Không, họ mới cho mình đem về. Đó các bạn thấy không, bây giờ họ đẩy chiếc xe lên, tất cả đồ mình để trên xe hết. À, tất cả sữa mấy cái đồ này thì họ cho mình đem gì hết à, mình coi có đồ mới quên không, tất cả mấy cái đồ này mình không xài thì họ cũng sẽ dục thôi đó. Bây giờ thì hai đứa bé này chuẩn bị đi về. Ok các bạn ơi, sướng không, nằm im re. Mấy đứa bé nó thích nằm mấy ca xích nữa các bạn. Cái ca xích này thấy thấy gì chứ, mấy đứa bé thích nằm lắm. Rồi đi về ha. Bây giờ bà bầu đi về, về nhà các bạn ơi. Bỉm sữa hết bầu rồi. Mẹ bỉm lần hai. Lần này để được hai con gồng luôn các bạn. Tối nay mình phải đi mua vé số mới được. Okay. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xách hai con gồng về các bạn. Ok các bạn ơi, hai em bé đã vô ca xích rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nhà, chính thức kết thúc cuộc hành trình đi đẻ tại Mỹ các bạn ha. Thì nhân viên họ giúp mình đẩy ga xe. Bây giờ mình lái xe về nhà luôn. Tạm biệt các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ cái office của mình thành chỗ cái con mình nó ngủ đó các bạn ơi. Ngóc đầu vậy kìa. Rồi các bạn ơi. Okay. Em bé đâu, em bé đâu, em bé đâu. Ok mày cho uống nha. Chú trời ơi. Rồi ba cho em. Rồi chắc uống với em đi, chắc uống với em. Vô, vô với em, vô. Con uống với em đi. Em uống rồi. Vô, vô. Giỏi quá. Rồi chắc vô với em, vô với em. Vô. Chăm chăm nha. Đâu 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 đâu. Chắc rồi. Em đó. Chơi gì kỳ vậy? Em đâu? Em đâu rồi? Sao chơi gì kỳ? Nè, cái này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Ờ, đừng có. Chơi gì kỳ vậy? Để chú ăn đi. À, lại cho chú cái rồi. Ừ. Harry. Hanh đẹp. Chắc với cái tóc là chơi với ta. Mà vậy chú không? Đậu cao có cười quá trời. Dạ, hôm qua mấy nè. Đi lại chị Hai à, cũng chị Hai đi chơi đi. Chị Hai à? Rồi à, chị Hà mới đi. Mà, chơi chị Hai à. Chơi chị Hai à. Bảo Ngọc là nó dắt lên lầu rồi, nó vũ. Rồi, dẫn chị Hai đi chơi. Dẫn chị Hai ra sân chơi đi. Nào giờ tới mình lên mà. À, dẫn chị Hai ra sân.